Ngày thi đấu thứ hai vòng 1/8 vòng chung kết World Cup 2022. Trận đấu đầu tiên trong ngày là cuộc đọ sức giữa Pháp và Ba Lan. Đến với trận đấu này, Pháp đã vượt qua Australia với tỷ số 4-1, thắng Đan Mạch với tỷ số 2-1 và thua Tunisia ở lượt trận đấu cuối với tỷ số 0-1 xếp nhất bảng D. Còn Ba Lan khởi đầu không thuận lợi, hòa với Mexico không bàn thắng ở lượt trận đầu tiên, thắng Ai Cập Xê Út 2-0 ở lượt trận thứ hai và thua Argentina với tỷ số 0-2 ở lượt trận cuối xếp nhì bảng C. Lịch sử đối đầu 5 trận gần đây nhất, Pháp thắng 2 và hòa 3, tỷ số chưa quá 2 bàn thắng. Về trình độ chuyên môn, Pháp được đánh giá cao hơn. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2022. Mời mọi người đón xem. Trận đấu tiếp theo là cuộc đọ sức giữa Anh và Senegal. Đến với trận đấu này, Anh đã vượt qua Iran với tỷ số tưng bừng 6-2 ở lượt trận đầu tiên và hòa với Mỹ với tỷ số 0-0 ở lượt trận thứ hai và thắng Suwei ở lượt trận cuối với tỷ số 3-0 xếp nhất bảng B. Còn Senegal khởi đầu không thuận lợi, thua Hà Lan 0-2 ở lượt trận đầu tiên, thắng Qatar 3-1 ở lượt trận thứ hai và thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp là Ecuador với tỷ số 2-1 lượt trận đấu cuối xếp nhì bảng A. Về trình độ, Anh được đánh giá cao hơn. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2022. Mời mọi người đón xem.